bây giờ mình sẽ lên khung sườn và qua lăng cho em nói nha.
Rồi bây giờ tới cái phần làm khoai lang nha mọi người. Mình sẽ làm bằng dây xích. Xong rồi nha mọi người. Để mà mình quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ tới cái phần mà ráp động cơ gắn bộ điều khiển nha mọi người. Đây, cái mạch này là cái mạch điều khiển 12V nha mọi người. Mình mua trên Lazada đó. Bộ nó 300.000 nha. Bây giờ mình gỡ ra, mình đấu dây, mình hàn lại hết rồi. Bây giờ mình sẽ ráp và test thử cho mọi người xem nha. Đây mình sử dụng động cơ là hai cái máy phân pin nha mọi người. Cái dùng động cơ để chạy và cái dùng để bẻ lái nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ráp và test thử cho mọi người xem nha. Đây là cái tay điều khiển của nó nha mọi người, mua trên Lazada đó.
Về mình chế chủ yếu là cho con mình chơi thôi, không gắn động cơ lớn, gắn động cơ nhỏ nhỏ máy phân pin được rồi, không có chạy nhanh. Giờ mình sẽ test thử nha. À, cái này là tới lùi qua phải qua trái đó, có vậy thôi. Đó, tới nè, lùi nè. Này có ba chế độ nha, chậm vừa và nhanh nha. Đây nút S nha mọi người, đó lên đèn là vừa nè, là nhanh nè, đó. Nè chậm nè, vừa nè, nghe tiếng động cơ nha mọi người, nhanh nè. Đó, có ba chế độ rồi. Bây giờ tới thằng hoa lăng trước nè mọi người. Cái bánh trước này là trái nè, phải nè. Tới nè. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem nha. Video mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Phần sau thì mình sẽ lót sàn và lợp tôn cho nó nha mọi người. Thì mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nha, để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Bye.